Lại một sau việc gạo cội vừa qua đời, Thúy Diễm Nguyệt Ánh cùng dàn sao khóc thương quá đau lòng. Nhiều sao Việt như Chiều Xuân, Trung Anh, Thanh Bình đã gửi lời thương tiếc khi nghe tin diễn viên, đạo diễn Bùi Cường qua đời ở tuổi 73. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường bị huyết áp cao, tai biến mạch máu não và nhập viện cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, do không qua khỏi cơn bạo bệnh nên diễn viên đóng vai Chí Phèo trong Làng Vũ Đại ngày ấy đã qua đời rạng sáng ngày 3 tháng 8. Vợ nam diễn viên đang phải cấp cứu ở bệnh viện vì quá sốc trước cái chết của chồng. Được biết, gia đình hiện cho người đi xem ngày giờ tốt nên chưa đưa ra quyết định về thời gian an táng. Trước thông tin này, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, các nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nghệ sĩ Bùi Cường. Diễn viên Thanh Bình chia sẻ, bố Cường, đạo diễn Bùi Cường đã qua đời vì bệnh tai biến, yên nghỉ nhé bố, xin chia buồn cùng gia đình. Nghệ sĩ Trung Anh bất ngờ khi người anh qua đời, vĩnh biệt anh, quá bất ngờ anh ơi, nhận kịch bản phim điện ảnh Bữa Ăn Cuối Cùng của Lão Hạc từ anh chưa được nửa tháng. Những tưởng lần đầu tiên anh em mình được cộng tác làm việc cùng nhau, vậy mà hôm nay đọc báo mới biết anh đi rồi, giờ chỉ biết cầu mong anh được siêu thoát, thảnh thơi nơi chính suối, chàng Chí Phèo của dân Việt. Từng có cơ hội làm việc cùng nhau, Bích Trâm buồn bã viết trên trang cá nhân, là diễn viên cưng của bố trong phim Khu Vườn Bí Ẩn và Bản Năng Nguy Hiểm. Hai bố con gặp nhau ở Hà Nội, bố nhớ không? Một sự gặp gỡ tình cờ trên phố Đội Cứng, bố hiền và thương diễn viên như con cháu trong nhà. Thương bố lắm, mong bố yên nghỉ, bố Bùi Cường. Qua Facebook của Bích Trâm, diễn viên Hoàng Anh cũng gửi lời, mong bố yên nghỉ nơi chính suối, thương quý bố. Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng thương tiếc khi đạo diễn Bùi Cường qua đời. 73 tuổi vẫn còn quá trẻ anh ạ, một nghệ sĩ ra đi là một mất mát không bù đắp được. Anh Bùi Cường là lớp trưởng lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 cho cha tôi đạo diễn Nguyễn Đức Độc, là một trong những thầy chủ nhiệm chính đào tạo. Buồn lắm, em chúc anh về nơi đó vẫn là con người hạnh phúc với khung trời mơ mộng, với hoa cỏ và chim ca bướm lượn. Dù không muốn vẫn phải nói lời vĩnh biệt anh. Anh về nơi đó với thầy, rồi thầy trò lại mở lớp đàm đạo về cái đẹp và cái thân nghĩa vĩnh hằng trong cuộc sống. Anh mãi luôn là người anh cả hiền hậu tài năng của lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 ngày ấy. Anh đi lòng thanh thản nhẹ tựa lông hồng, khóc thương tiếc anh trong một ngày đầu thu. Diễn viên Hoài An buồn bã, thêm một người anh đồng nghiệp ra đi, duyên lành được hợp tác với anh đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường trong 2 năm, Tổ Ấm Gió Lùa và Bản Năng Nguy Hiểm, một đạo diễn hiền hậu và vui tính, dễ thương lắm lắm. Nhưng từ nay hết cơ hội gặp lại anh rồi, yên nghỉ cõi vĩnh hằng anh nhé, thành kính Phương U cùng gia quyến. Diễn viên Nguyệt Ánh cũng gửi lời chia buồn trên trang cá nhân của diễn viên Hoài Anh. Gia gia Trương Nhi sốc và buồn khi nghệ sĩ Bùi Cường qua đời. Thúy Diễm viết, vĩnh biệt bố, người đạo diễn đáng kính của con. Nghe tin bố mất mà bàng hoàng trong người quá bố ơi, an nghỉ nhé bố, chúng con kính nhớ. Diễn viên Thanh Hiền chia sẻ trên trang cá nhân, nghe tin chú mất mà con không tin. Sau khi tốt nghiệp, con cắt được vai chính đầu tiên trong bộ phim Vượt Qua Bóng Đêm và con được gặp bố, người đã dắt con những bước đi chập chững đầu tiên, chỉ dạy cho con từng chút một, cho con những kinh nghiệm đầu đời trong sự nghiệp diễn viên của con. Bố ơi, con nhớ bố.